Sau nhiều năm chậm trễ và chi phí bị đội lên tới 13 tỷ đô la Mỹ, hàng không mẫu hạm Mỹ USS Gerald Ford đã lên đường hướng về Đại Tây Dương. Tại đó, chiến hạm tiên tiến này sẽ chứng tỏ năng lực vượt trội của Hải quân Mỹ trước các đối thủ như Trung Quốc và Nga. Con tàu được trang bị một loạt công nghệ mới bao gồm máy phóng điện từ để phóng máy bay, kèm theo hệ thống thang máy vận chuyển vũ khí tiên tiến có thể hỗ trợ để vận chuyển nhanh bom và tên lửa lên sàn đáp máy bay. Không chỉ nằm trong số những tàu sân bay tiên tiến nhất từng hoạt động ở Đại Tây Dương, USS Gerald Ford còn là tàu sân bay lớn nhất thế giới, qua mặt các tàu sân bay lớp Nimitz cũng của Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có ấn tượng tốt về kích thước to lớn của con tàu. Cựu Tổng thống Donald Trump đã từng có những lời lẽ chỉ trích con tàu này. Trong cuốn sách Sự nguy hiểm của hai tác giả Bob Woodward và Robert Costa, làm việc cho tờ The Washington Post, có tiết lộ rằng ông Trump từng than phiền chi phí sản xuất quá cao và cũng như việc thiết kế bố trí trung tâm chỉ huy bay trên sàn đáp của tàu. Theo cuốn sách thì ông Trump đã nhận xét về tàu USS Gerald Ford rằng nó có vẻ không ổn. Các dân biểu quốc hội cũng đã đặt những vấn đề về con tàu. Hạ nghị sĩ Ellen Luria của bang Virginia gọi con tàu là chiếc xà lan trị giá 13 tỷ đô la Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo Hải quân Mỹ, việc triển khai USS Gerald Ford ở Đại Tây Dương sẽ kèm theo các cuộc diễn tập quân sự với sự tham gia của khoảng 9.000 nhân sự đến từ 9 quốc gia, 20 tàu và 60 máy bay quân sự các loại. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.